được lắm, tuyệt vời lắm. Thì đó, ý là, là mặc đồ đôi với tôi, <laughs> trùng từ màu quần cho đến màu áo, cái màu đẹp dạ hơn Không, <laughs> anh mặc vậy dạ của mình thường xấu mà. đó biết người đó <laughs> mọi người. <laughs> Tuyền đã bao giờ trải qua một cái quá trình mà phải sống với một tập thể mà trong tập thể đó có một cái người mình không thích chút nào nhưng mà mình cũng phải cố gắng gồng lên để ra vẻ là ok Tuyền có thể um... có chứ? Nhiều là đằng khác. đó, ừ. đó là chắc chắn là khi mà mình làm việc hay là mình đến với một cái tập thể nào mình mình không thể thích hết tất cả mọi người được sẽ có người mình thích nhiều hơn có người mình thích ít hơn và thậm chí có những người là mình không thích luôn ừ. nhưng mà mình vẫn phải giữ cái hòa khí và mình vẫn phải giữ cái tinh thần gọi là làm việc chuyên nghiệp khi mà mình bước vào một cái tập thể để làm việc thì kể cả là có thích hay không thích thì mình vẫn phải làm việc chung thì bây giờ vấn đề của bạn thì em nghĩ là bạn cần phải phân định rạch ròi ra xem là cái cảm xúc của bạn quan trọng hơn là cái chất lượng công việc quan trọng hơn nếu thì mà nói như thế này thì chắc chắn là chất lượng công việc quan trọng hơn nha yeah, thì nếu mà chất lượng công việc quan trọng hơn thì em nghĩ là Chịu uh, mình coi đó là một cái sự hy sinh dành cho công việc của mình tại vì không ừ. có công việc nào là để dễ dàng hết mình không thể nào mình đòi hỏi là tất cả mọi thứ Hay là mình vạch mặt bằng đó không uh, na cũng không cần thiết á ừ. tại vì kim trong bọc cũng ngày lòi ra <laughs> Vậy hả? em nghĩ làm bạn bạn không thích thì chắc chắn cũng sẽ có những người khác không thích giống bạn ừ. nếu bạn này là một big me girl thật sự thì bạn không thích chắc chắn cũng sẽ có người không thích nhưng mà nếu mà bạn kia được tất cả mọi người yêu quý chỉ một mình bạn ghét và bạn nhìn thấy vấn đề đó thì somehow đôi khi mình cũng phải nhìn lại cái vấn đề đó có phải từ mình hay không uhm. là một thứ hai nữa là khi mà mình bước vào một tập thể để mình làm việc <laughs> thì em nghĩ là cái chất lượng công việc nó phải nằm trên hàng đầu và về nếu cái việc mà bạn không thích bạn kia thì bạn có thể giữ cái mối quan hệ ở mức bình thường tức là kiểu đồng nghiệp xã giao ví dụ như đây là sếp thì làm sao bình thường được ví dụ như cũng phải cố gắng thể hiện với sếp là mình thân như thế nào để còn nó nói là sự nghiệp quan trọng hơn thì đó thì bạn càng phải hy sinh nhiều hơn mức độ hy sinh nhiều hơn ừ. thì nếu mà liệu cái công việc này nó có xứng đáng để bạn hy sinh và bạn cảm thấy tô xích như thế không thì đó, là, tuyển, cái, đó là cái sự lựa chọn của bạn Tuyền khi mà ở một cái vị trí như vậy thì Tuyền sẽ chọn hướng nào Tha mệt quá đi kiếm việc khác kiếm một cái công ty khác để đầu quân hay là ừ. hay là sẽ tiếp tục nếu như là công việc này là công việc one up a khai á nó ừ. công việc này là công việc chỉ có nơi đây có được thì em sẽ ok em em sẽ dằn cái sự đó xuống một chút để mà kiểu mình hòa hợp mình giữ hòa khí và kiểu mình nhìn theo hướng tích cực là mình đang có một cái công việc tốt ừ. và những trừ một người đó ra còn lại những người xung quanh đều ổn với mình á thì là mình sẽ nhìn vào cái tờ giấy trắng hơn là mình nhìn vào cái chấm màu đen. Ừ. Còn nếu mà mình cảm thấy là công việc này nó không đủ tốt với mình mà mình đi làm mình còn gặp bạn này toxic và những người xung quanh còn không hiểu mình thì mình đi tìm một công việc khác. Tuyền là một người khá tự tin, ừ. cũng giỏi nên từ nhỏ tới lớn thì thực ra là anh nghĩ là chắc là Tuyền cũng là một người uh, khá thoải mái và biết mình là ai, yeah. nên có thể quyết định được Đúng nhiều rồi. thứ. Nhưng mà ở đây câu chuyện của mình sẽ nói đến, nói yeah. chung là uh, những bạn trẻ bây giờ đi, ừ. cái bạn ấy uh, dĩ nhiên rất là giỏi, giỏi về năng lực nhưng mà về cảm xúc bên trong á, thì 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 chưa chắc, Đúng rồi. chưa chắc uh, là, là, là là có đủ uh, kinh nghiệm. Thì nhiều khi bạn ấy không thể lựa chọn thì thật ra kể cả là cái giai đoạn 18 19 hay là 20 tuổi á, đó, đó ừ. là cái giai đoạn để mà bản thân mình trải nghiệm ừ. về cả mặt cảm xúc lẫn về cả mặt giao tiếp bên ngoài á. Ừ. Thì thành ra là nếu em là bạn, em sẽ action, action action gì. Tức là tại vì cái câu chuyện cái lá thư mà bạn đưa ra nó chỉ là một cái câu chuyện chung chung, em Đúng. không biết cá tính bạn như thế nào. Ừ. Em cũng không biết bạn kia biết mi gọi là xấu đến mức nào hay là kiểu thật những... sự mệt mỏi mà còn gửi thư đến đây là chắc là mệt mỏi dữ lắm chứ anh em mình đi nha à. ví dụ anh em mình đi mà gặp cái này thì rất là mắc cười ừ. sẽ ngồi nói chuyện ê sao bạn nói vậy dần đó như vậy như vậy đó, chứ đó. có nghĩa là bạn này có vẻ như là còn không có người bạn để chia sẻ luôn ừ. ban đầu á thì cố gắng pha ke ừ. cố gắng sợ sạo đúng không ừ. nhưng mà về dần nó có gì mà mình 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 cũng sẽ thành của mình lúc nào không hay Hiểu. rồi từ một lúc bạn đó cảm thấy cái việc đó rất bình thường ừ nó có tệ không tệ chứ Ừ tệ chứ giờ sao tại vì giờ sao mà lúc nhận ra được căn bản là khi mà bạn làm trong một cái môi trường công việc ừ. mà bạn đang đi ngược lại hoàn toàn với số đông và bạn cảm thấy bạn chỉ có một mình ừ. thì cái đó là một cái red flag rất là lớn trong công việc luôn ừ. là tự bạn cô lập chính mình mà cái nguồn năng lượng là kiểu bạn tự cô lập thì người ta sẽ cô lập ngược lại bạn kiểu như là bạn không muốn đi ăn với người ta bởi vì không muốn phải tiếp xúc với cô pha ke kia, tại vì chắc chắn bạn sẽ có những cái lúc bạn rất là mệt mỏi với cái sự pha ke đó của bạn, ừ. bạn sẽ action bằng cách là ok thôi mình không gặp nữa, mình không đi chung với mọi người là không đi không được đúng rồi, thì cái sự dằn xé trong cái sự toxic nó sẽ khiến cho bạn mệt mỏi và từ từ cái chất lượng công việc của bạn nó cũng sẽ giảm luôn, tại vì làm trong một cái môi trường mà kiểu mình không em có nghĩ là chất lượng công việc giảm không? Có chắc chắn một trăm phần trăm nếu mà mình không điêu được với vấn đề đó thì chắc chắn là chất lượng công việc sẽ giảm anh nghĩ đi ngày nào anh đi nếu làm, như bạn nó deal được thì kêu là... bạn kêu nó ra đây em lại cho nó ba cái <laughs> này, này. hay quá đi Tức là kiểu nếu mà trong một cái 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 môi trường làm việc mà nó toxic nặng nề như anh nói nha ừ. là kiểu tất cả mọi người đều đều theo phe bạn kia đều cảm thấy ok với bạn kia mình cảm thấy lạc lõng mình chỉ có một mình mình thì dần dần chất lượng công việc nó sẽ đi xuống bởi vì công việc nó là tập thể mà mình đang không happy, mình không có sự kết nối, mình không có sự hòa đồng với mọi tuyện người. Tuyền có bao giờ gặp một người sếp mà người sếp đó Tuyền không cảm thấy cùng tần số với họ, nói chuyện vô không có vô. Em nghĩ sau hai tuần. Đó là Tại vì 1... em có độc lập tài chính rồi. Không, năm đó là năm em 21 tuổi, ừ. là năm em đang năm ba đại học, em có đi thực tập ở một cái công ty, ừ. thì em đi làm xong em thấy sếp không ổn, thì em nói thẳng. Nhưng mà cái cá tính đó nó có quá bốc đồng không? Em thấy em bốc đồng em không khuyên mọi người nên giống em nhưng ừ. mà đó là cá tính của em rồi à. đó là em đang nói dựa trên cái quan điểm và cá tính của em á à. và em cũng đã cố gắng làm sao để khách quan nhất nhưng mà somehow nó cũng sẽ có cái cá tính của em ở trong đó giờ em có nhiều sự lựa chọn không cũng không, không có lựa chọn nhiều luôn. em nghĩ là không phải do em có nhiều sự lựa chọn mà tất cả mọi người đều có rất nhiều sự lựa chọn ngoài kia ừ. chứ. chứ mình tự bó buộc vô là mình chỉ có một sự lựa chọn là mình dở rồi không biết không ai biết ở ngoài kia cái gì đang chờ mình đâu Ví dụ, trường hợp một background không có sự lựa chọn nào khác Không có sự lựa chọn là nghỉ việc để mà tìm một công việc khác Và bắt buộc là phải hòa nhập mỗi ngày với uh, những người bạn như thế ừ. Và bạn đó cố gắng gồng mình lên để trở thành một người khác ừ. Và khi về nhà cảm thấy rất là điên đầu, ừ. rất là stress Trời ơi, đó không phải là mình Nhưng mà mình phải cố gắng làm Tại vì nếu mà mình không làm thì cuối tháng này mình không có lương ừ. Về để lo cho các em, ví dụ vậy đi ừ. Vậy thì sao bây giờ? Thì như quay lại vấn đề em nói ban đầu á mình phải coi cái cán cân của mình bên nào nặng hơn nếu mà như anh nói một cái câu chuyện là không có đường lui không có một cái option nào khác thì cái việc mà mình phải làm quen với lại cái việc cảm xúc tiêu cực này và cái 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 chuyện làm quen với bạn kia nó là một việc phải làm rồi và nếu mà mình phải làm ừ. thì bây giờ mình chọn cách làm như thế nào nếu mà bạn lúc nào bạn cũng đeo một cái cục, cục tạ bạn than thân trách phận nó sẽ sản sinh cho bạn một cái cảm giác ghét đi làm ừ. tự nhiên bạn cảm thấy công việc của bạn nặng nề thì thay vào đó mình hãy làm một cái cách khác mình phải nghĩ theo cái hướng là ừ cái sự big meager của bạn kia nó không ảnh hưởng gì bạn hết ừ. nó chưa ảnh hưởng gì bạn mà nó không ảnh hưởng gì bạn hết nhìn ở một góc độ khác đúng mình nhìn ở một góc độ khác nếu mà nó chưa ảnh hưởng hay nó không ảnh hưởng gì bạn thì mình có thể ok coi như nó là một cái trở ngại và một cái chướng ngại mà mình phải vượt bắt qua mình bắt buộc phải vượt qua mình bắt buộc phải vượt qua trong cái giai đoạn này ừ. thì mình vượt qua bằng cách nào em nghĩ không ai xấu hết đó. ừ căn bản là cái sự biết mi đó nhiều khi nó đến từ cái việc mà bạn này được cưng chiều trong một gia đình luôn luôn khen bạn khi mà bạn nói như thế hay là kiểu như hoặc là bạn như... đó cũng đã từng đúng rồi ừ. bạn đó cũng đã từng có những cái va vấp rồi thì ừ. mình có thể kiểu thử nói chuyện sâu hơn với bạn đó em nghĩ là khi mà mình nói chuyện sâu hơn với một người nào đó mình cũng sẽ tìm được cái tốt của họ không ai trên đời này là người xấu hoàn toàn nữa ừ. đó mình sẽ tìm được cái tốt của họ để mà mình 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 mình, mình mình cảm thấy mến họ hơn. Ừ. tức là có thể là mình sẽ không yêu thích, mình không có thể chơi thân được nhưng mà, at least là mình sẽ gỡ bỏ được cái cái. có nghĩa cái... là mình đang cố gắng quá nhìn nhìn sâu vào cái khuyết điểm đó mà quên đúng đi rồi. nhìn vào những cái ưu điểm khác. đúng, đúng rồi. Không? Mình sẽ và nhìn thật ra, ra là của một, bạn. Uh, mỗi ngọn núi đều phải vượt qua bằng một cách nào đó. đúng rồi. nếu mà mình thật sự muốn vượt qua ngọn núi đó và yeah. muốn từ điểm A đến điểm B thì phải vượt qua chừng ấy cái thì mình cứ xem như uh, cái cái cô gái mà pick me girl này là 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 một uh, ngọn núi đi. Đúng rồi đã, đúng. xong rồi kiểu thử cách đó không xong thì mình thử cách khác nữa ừ. là cũng là công việc đó nhưng mình sẽ tìm một cách nào đó để mình hạn chế mình không gặp bạn mình không làm việc chung thêm với bạn ừ. ví dụ còn nếu mà buộc phải chung thêm thì à, à, thì nếu mà hết đường cứu chữa theo kiểu kia rồi đó, thì <laughs> thôi coi như là bạn nó tàn hình đi để à. mình tiếp tục cái công việc của mình